chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một cái loại hoa khác rất là dễ trồng mà tôi có ở trong vườn nhà, để nếu quý vị mà nếu thích đó, thì mình cũng trồng. Thì thưa quý vị, đây là Black Eyed Susan, tiếng Việt mình gọi là hoa mắt huyền. Thưa quý vị, đây là một cái loại hoa nó lên hàng năm ở trên xứ lạnh của chúng tôi. Nó mọc bằng rễ nha, bằng hạt thì cũng được, nhưng mà nếu mà quý vị tách bụi bằng rễ thì nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ mau có hoa hơn. Thì thưa quý vị, cái loại này nó rất là dễ trồng nha, nó chịu hạn rất là tốt. Và nếu mà quý vị ở những cái khu vực mà có thỏ hay là có nai thì cái giống này nó cũng, người ta gọi là deer resistant thưa quý vị, tức là nai nó cũng không có ăn và thỏ nó cũng không có ăn, nên là quý vị trồng thì sẽ không có bị phá. Mà nó lên rất là mạnh, nó lên mạnh như vậy nên thưa quý vị, ở đây nè, tôi phải quay nó lại đó quý vị, tức là mình hạn chế nó lại, không cho nó bò, tại vì nó đẻ bằng rễ rất là nhanh. Thành ra nếu mà quý vị không có muốn là nó lan tràn khắp cái vườn của quý vị thì quý vị quay nó lại nha. Mình dùng cái ít trình hay gì đó, mình không có cho nó mọc nhiều, mình chỉ cho nó mọc trong khu vực giới hạn thôi. Thì còn nếu không, nếu quý vị thích mà có nguyên một cái khu vườn như thế này á, thì quý vị cứ để nó lan tràn tự do thoải mái thì nó sẽ mọc rất là nhanh, và nó sẽ cho quý vị một cái khu vườn rất là nhiều hoa màu vàng. Thật ra nếu mà quý vị có nhiều đất á, thì quý vị trồng nó thật là nhiều vào thì cũng rất là đẹp. Nhưng mà tôi thì đất nó không có được nhiều lắm, do đó là tôi chỉ hạn chế trồng một khoảng nào đó thôi. Tại nếu nó nhiều quá thì mình sẽ không có đất để trồng những cây hoa khác. Thì thưa quý vị, cái này thì cũng giống như những loại hoa lên hàng năm khác. Đầu mùa xuân quý vị cho nó một tí phân ha, xong rồi vậy thôi. Rồi tới cuối mùa thu, bắt đầu qua mùa đông á, thì cái nào mà nó tàn thì quý vị cắt cho nó. Nếu quý vị cẩn thận thì quý vị có những cái cỏ khô hay cái gì á, quý vị đắp lên cái rễ của nó để cho nó giữ ấm, để tránh trường hợp như ở đây của chúng tôi, mùa đông có khi nó xuống tới -20, -30 độ C, độ F, thì cái rễ nó không có bị hư, thì sang năm nó lại lên. Cái đó là mình làm cho kỹ thôi, chứ còn nếu mà quý vị không làm thì nó cũng mạnh lắm, cái này nó vẫn sống được à. Đó, thì hôm nay chia sẻ với quý vị cái cây Black Eyed Susan này nha. Quý vị thích, quý vị trồng, trồng thật là nhiều cũng đẹp lắm quý vị ơi.